Mẹ. 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 Chào anh em nha, nay theo cái ông anh này ông dân lưới anh em. Mình gặp ông đi dân lưới mình theo mình coi mình quay cho anh em xem nha. Anh không có nói chuyện được nha anh em. Mà anh nhấp ếch rồi này kia cũng hay lắm. Giờ mình theo dân lưới cho anh em xem. Đây, anh ra hiệu mình đừng nói chuyện nha. Cái gian hầm này nè anh em ơi. Thì anh nói chuyện không có được, mình hỏi anh gì anh cũng không có nghe nữa. Ủa gách hết trơn rồi. Lưới gách trơn rồi anh em ơi. Sao đây với canh đâu dễ lội. Chân lưới ba màng. Dính dính cây luôn rồi, lỗ này mệt lắm anh em ơi. Lội rồi, anh hay thiệt, anh hay lắm, anh đi chân lưới dễ chài giật đi nhấp ếch đại tài luôn anh em. Bây giờ nói chuyện không được chứ anh hay lắm, anh giỏi lắm. Nói chuyện không được chứ thầy luôn má gành gành luôn á. Được nửa đường mà dính cây tùm lum hết trơn á, nó lội vô rồi. Lưới gách tan nát trơn anh em ơi. Rồi nè, bữa nào đi, bữa nào đi đi móc ếch bữa ơi. Nhàn anh không có nghe anh em ơi, thăm luôn cái vậy, mới thị thăm có không. Lặn luôn anh em ơi, muốn dính cá vậy mà lặn luôn rồi kìa. Mẹ.
Quay ở đây quay chói nắng anh em ơi. Đây anh em ơi, dính đường con hay gì nè. Tiêu rồi. Đó. Anh nói cái đó làm đang thung im đó các bạn. Này cái tiếng ba này nè, nó làm đang thung im nè nó. Anh bắn chim được luôn nha, anh hay lắm. Dính cây là anh xé mà không còn gỡ nữa. Cỡ mình phải kéo cá xong. Đây, con cá dính gối nồi luôn anh em ơi. Anh cuốn luôn anh em ơi. Giờ mình qua bên kia mình coi coi có dính cá không nha, chứ dính được có con một à. Nghiệp lội nãy giờ lội hả họng luôn à. Giờ đó bên kia qua bên kia mình quay lại nha. Nó dính cá bự nữa anh em ơi. Cá u phi mà nghe mà cá, nó cá bự. Ô. Cá cha. Vô mảnh luôn anh em ơi. Hầm này người ta không nuôi cá nha. Bữa nãy vô bị kia la. Ừ lên mạng luôn. Vô mảnh rồi anh em ơi. Vô mánh rồi anh em. Rồi cá đụng lên phải nói 15 kg. Này cho nhạc mình lên mạng luôn nha. Nó lên YouTube luôn nha. Cá 15 kg. Đó. Rồi hai con gì đặng. Đụng lên coi. Đụng lên nhanh đi. Lên bờ gỡ. Dạo hay không dạo cho không? Nãy ngồi đắng á. Hỏi dân tổng gì nói nhạc dân cá ba màng, dân lưới ba màng rồi. Nãy ngồi đó đó. Chứ này biết cá này bên kia nó bơm nước á, cá này đi qua đây ở lớn nè.
lấy lấy gì mỏi, anh kêu lấy gì mỏi á. Má nhìn là quýnh chết. Ngồi chiên con nghe. Chiên con á. Thôi. Chiên con. Dễ gì sức ba ơi. Nó dính đi chùm chùm nó hết trơn rồi. Chứ đĩ mẹ dính đi rồi. Rồi ơi. Trời ơi vuốt luôn rồi trời. Má lấy mẹ sao đi trời. Rồi lỗ cặc luôn. Sức luôn rồi bạn ơi. Trời ơi. Má má ông giận dữ hoài. Mẹ mà. Lột. Mẹ mà. Ủa má đó ta bợ đi bợ đi. Ôm lên được rồi. Ôm lên đi. Nằm dần dư dần dư. Nè nè. Điên cá cha luôn rồi bạn ơi. Hết sức cá cha bự rồi. Mẹ. Ừ, cá bò lớn à. Quá tức luôn rồi. Má luôn. Uổng thiệt bạn ơi, điên cá cha, tội nghiệp ảnh không. Một nùi gác luôn à. Cái một phi. Để cái này sạch gỡ mới được anh em ơi. Quá tức rồi. Cá cha bình kỳ sức luôn rồi. Nồi lứ dính lông kiến luôn anh em ơi. Đây nhìn nó gỡ cá đây, sẽ banh miếng lứ. Vậy là đem cái răng nữa rồi đó. Răng lại nữa nha anh em. Dành tiết kiệm thời gian để nào anh thăm đi. Anh thăm đi mình quay cho anh em xem nha. Ruộng cá cha quá dặn rồi. Giờ định phải răng lại cái nữa. Hết biết đường luôn, gối luôn rồi. Anh em nãy giờ sau cái buổi anh gỡ, giờ cái cuộc cũng gỡ xong anh chăng rồi, anh chăng bển tới bển này nha. Nhân lợi quân này hy vọng dính cá cha anh em ơi. Thằng nghiệp ảnh quá tức rồi. Chứ thời sùm chứ. Đừng con cá cha về đủ ăn rồi, được có 4 cái rô phi.
giờ mới xong nha. Hy vọng là dính cá tra nha anh em. Đây mấy con mấy con nè. Đây anh em, để quần sau này dính cá tra coi, giống dính cá tra nha. Giờ xuống thăm nha. Rồi, vô phi anh em ơi, cá cha đó hết chín rồi, hai con luôn rồi, hai cái vô phi nữa. Anh lặn nữa rồi. Lưới này nó mục rồi, nó tung gách cho anh em, cho nên lưới mới dễ gách, nó dính chùm chùm vô mà tung cái một luôn. Cuốn lưới luôn anh em ơi. Cá tra không dính luôn anh em ơi, có cục phi không à. Quá tức. Mấy bè.
Cái khuy không anh em ơi. Nè. Ô. Sợ rồi, vài bữa nó văng mới dính lại. Trốn rồi. Bốn năm cái khuy hôm nay không biết cá cha luôn nha anh em, cái khuy mà bốn năm con cái khuy đây con nè, bốn năm con nè, nói chung là nó ăn cũng không hết rồi, cũng nhiều rồi nhưng mà vụ cá cha thì uổng thôi. Còn cá khuy bự lắm. Bà Vinh cá cha vô mánh rồi. Đây cá bự nè anh em ơi. Cá khuy bự chà bá luôn. Chắc cô xé là cái chắc cô lưới này dính với nước đường xé thôi chứ không đường nào gỡ được cho các bạn ơi. Một tiếng nữa. Tức hả? Bây giờ còn tức nữa hả? Còn cá đó đó. Em ơi, giờ không dính là được như cá rô phi à. Cũng một bao luôn nha. Nhưng mà một đống 6-7 con bỏ vô bao cho một bao. Đây ăn hầm nhỏ với cá lô kiến rồi mình em ơi. Video mình tới đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em xem thấy hay thì like, share, đăng ký ủng hộ mình nha.
Cảm ơn anh em trước nha. Có đầu kiến không luôn?